Đây một tổ nữa này. Mình cho nó ra ngoài đi ăn tự nhiên hết mọi người nhá. Đây còn tổ đằng này nữa. Mình cũng còn mấy tổ thôi. Hôm nay mình cũng không đăng bài bán nhiều. Có quân nó về đấy. Đây mình cho nó vào đã, xong rồi mình đút nút cái cửa nó vào. Rồi. Mình kiểm tra tổ này trước luôn. Nó bị ướt đoạn này quá. Đoạn này sợ không nhìn rõ rồi. Không nhìn rõ rồi. Tổ này cũng cực kỳ đẹp luôn. Đây mọi người đây. Tổ này cực kỳ đông quân luôn mọi người nhá. Tổ này chắc nó rơi vào khoảng 40 quân. Đây con tướng này, con tướng ngay ở đầu tiên đây. Đây con tướng đây mọi người nhá. Tướng vẫn khỏe. Đây, tổ này là lên tầng 2 rồi. Giờ mình ra xem nốt tổ đằng kia xem nào. Nhìn mắt này thì dễ hơn. Mình cứ đút nút cửa tổ nó đã. Ra xem tổ mé đằng này. Sẽ có xe máy ai vào đây. Còn tổ nữa đây để mình bê ra xem các bác nhá. Mình bê ra ngoài này luôn để sẵn. Tổ này nó dính mối, nó đục của cây gỗ mọi người ạ. Ui giời, lại nụ mối này. Nó thì cũng không ảnh hưởng gì đến tổ ong đâu mà.
không nhìn rõ nhỉ. Này thì chỉ nhìn mắt thường thì rõ thôi. Khó nhìn quá mọi người ạ. Tổ này cũng lên 2 tầng hết rồi. Nhưng tổ này bé hơn tổ kia nhé. Tổ này thì bé hơn. Hai con nó đi kiếm mồi về rồi. Mình lại cho nó vào cái vị trí đi. Lần này mình phải sửa nó lại. Không để cái này thì ông đừng lên đây, cháu đang lấy ong đấy. Ong đốt một phát thì thôi đấy. Ong đất lâu lắm chẳng vài cũng chạy học và gõ. Ong một vẽ à? Ong đất đấy, ui ui. Ong đất đấy. Ong dế. Ong này thì dê, dê lắm. Cháu đang sửa lại chỗ cho nó. Tổ này nó cũng phá được cái lá mình đút lút rồi. Tổ này đông quân lắm. Lại to nữa. Năm nay